chào tất cả các bạn, mình tên là Phạm Bảo Long, mình học lớp 4D, trường tiểu học thị trấn Nặng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Sở thích của mình là đọc sách và chơi thể thao. Các bạn ạ, mẹ mình thường nói, mỗi cuốn sách đều ẩn chứa một kho tàng kiến thức vô cùng lớn. Nó cung cấp cho chúng ta bao điều mới mẻ trong khám phá thế giới và cũng như bao nhiêu điều thú vị trong cuộc sống. Thật vậy, khi mình đang chán nản vì phải nghỉ học triền miên để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 thì mẹ tặng cho mình bộ sách nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan. Lúc đầu mình cũng không để ý lắm, nhưng vào mỗi buổi tối mẹ mình thường đọc cho mình nghe. Càng nghe mình càng cảm thấy lôi cuốn, càng cảm thấy thú vị. Nhưng mình cảm thấy thú vị nhất là quyển sách Việc học không hề đáng sợ này đây. Cuốn sách đó như thế nào mình sẽ giới thiệu cho các bạn nghe nhé. Quyển sách Việc học không hề đáng sợ là một trong 10 quyển sách của bộ truyện Nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan do Trí Đức sưu tầm và biên soạn của nhà xuất bản Thanh Niên, in ấn và phát hành năm 2021. Sách gồm 20 câu chuyện ngắn, thú vị, sinh động, dễ hiểu, dễ đọc. Sách giúp chúng ta tự tin hơn về học tập, về lòng trung thực, lòng biết ơn, sự bao dung. Các bạn ạ, khi mình đọc xong cuốn sách này, mình mới biết không phải ai vừa sinh ra cũng đã học giỏi đâu nhỉ. Có nhiều người rất kém môn toán, họ kém đến mức sợ môn toán. Như bạn Năm trong câu chuyện, mình đã được chinh phục môn toán. Bạn Nam là một người rất giỏi văn, nhưng môn toán thì không. Bố mẹ Nam đã thuê gia sư cho Nam, nhưng gia sư cũng phải lắc đầu bó tay. Đến khi Nhung xuất hiện, Nhung đã truyền cảm hứng cho Nam, giúp Nam tự tin hơn. Và dần dần Nam đã tự tin tiến bộ. Và Nam đã nói với Nhung, mình không còn sợ môn toán nữa, giờ mình sẽ học môn toán thật cẩn thận. Hoặc bạn Hoa trong câu chuyện, mình đã chinh phục được môn văn. Hoa là một người rất chăm chỉ, nhưng bạn ấy lại rất ngại làm văn. Những bài văn được cô khen là do mẹ bạn ấy làm giúp. Nhưng một lần, cô đã khiến Hoa bị bại lộ. Nhưng cô giáo vẫn động viên Hoa là hãy làm văn. Và Hoa đã làm thử một lần, hai lần, rồi ba lần. Và dần dần Hoa đã thích làm văn. Và còn nhiều câu chuyện khác nữa, như những người nổi tiếng như Edison, Gia Cát Lượng. Họ đã gồng mình chiến đấu, kiên trì, học hỏi rất nhiều. Và họ đã được thành công như ngày hôm nay. Và mình đã đọc rất nhiều cuốn sách để rút ra những bí kíp cho riêng mình. Việc thay đổi đầu tiên của mình đó chính là tập trung ôn tập cuối năm, tự động cất điện thoại khi đến giờ học, không cãi lời mẹ và nhờ thầy cô bạn bè giảng hộ những bài chưa biết. Đặc biệt là mình còn chia sẻ bí kíp cho những bạn khác nữa. Và kỳ thi cuối năm lần này, mình đã được kết quả không hề tệ. Còn bạn nào học chưa giỏi môn toán hay còn những môn nào khác thì hãy tìm và đọc quyển sách Việc học không hề đáng sợ này và bộ sách đó nhé. Bài giới thiệu về cuốn sách Tôi yêu của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có những cuốn sách yêu thương.